Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình đã bắt hợp rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay á. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau đi làm nhiệm vụ tiếp nào. Và bữa nay là sẽ tới lượt cái thanh niên giáo viên hóa học này. Nói chung là không biết là hôm nay nhiệm vụ nó là cái gì nữa đây. Nói chung là bây giờ trái đất đang bị lây nhiễm bởi một cái loại virus ngoài hành tinh. Và chỉ có thằng Elmet này nè là nó có khả năng đủ thông minh để tạo ra cái phương thức cứu chữa. Nhưng mà bây giờ nói chung là cần tìm kiếm cái dạng tìm kiếm nguyên liệu trước, hay như là phải giúp cái thằng MS này ra ngoài không gian và thu thập những cái hóa chất đặc biệt đó. Rồi để coi thu thập được 200 hóa chất, không mất bất kỳ một cái thành viên trong đội nào và kết thúc công việc trong 30 ngày. Trời ơi là trời. Thu thập hóa chất mà nói như đúng rồi ấy. Này nếu mà đáp xuống được hành tinh nào đó nhanh thì chắc dễ làm. Nhưng mà nói là không mất thành viên nào thì đúng là thực sự là hơi khó đó nha. Rồi để coi phi hành đoàn hôm nay gồm những ai đây. Rồi chúng ta có cái gì trên phi thuyền nữa mới là vấn đề. Ngày nhất. Ê trời đất ơi. À có Trúc Anh, có Trung Nguyễn, có Elmet đây luôn. Và tất cả đều ở trong trạng thái bị bệnh. Trời đất ơi. Vậy sao sống? Không có cái gì luôn, ôi trời ơi. Vậy chịu trận rồi. Không có đồ luôn, nói chung là cái giá này vừa vô là thấy ăn đòn rồi. Có được cái áo giáp của băng keo, cục pin, cái bật lửa, cái sản. Rồi kiếm cái hành tinh nào đó mình đáp xuống cho nó lại. Chứ mà kiểu này là chết chắc luôn. Vừa vô vậy rồi sao sống. Chịu luôn đấy. Kéo cái container lại coi nó có gì trong đó không. Chứ thấy là khổ lắm rồi. Tới cái hành tinh nào đó lẹ lẹ dùm cái. 30 ngày kiểu này chắc hơi khó. À hay quá quá, tới rồi. Ok cái container không có gì rồi, thôi cũng không sao, chuyện nhỏ. Cái gì đây? Rồi còn mỗi cái bật lửa để xài thôi chứ có gì giờ. Rồi hành tinh này là hành tinh gì thì chúng ta không biết. Nhưng mà thôi kệ, cũng phải đáp xuống thôi, giờ không có cái chuyện mà khen chê ở đây đâu các bạn. Rồi, gieo, phúng, đừng chết như hôm bữa giùm cái nha. Bữa đáp xuống cái đi luôn hai mạng á. Rồi, ok, hư cái này thôi, chúng ta chế điện thoại chúng ta gắn vô được. Rồi, mà đang bệnh hoạn giống về sao đi ra ngoài. Đi thám hiểm được 2 điểm. Cái này thì cần cái mặt nạ, mình không có mặt nạ. Cái này là cần ở đây đi đường nè, nó này kiếm pin. Rồi để coi Trung Nguyễn hay là cho Trung Nguyễn đi đi. Rồi để coi. Đây cầm theo cái cây sản nè. Rồi đi giùm cái. Rồi nguy hiểm quá, bận áo giáp vô. Nói chung là hên quá, lần này ít nhất là còn có cái này cái kia. Rồi chưa đói là tốt rồi. Thiếu thốn quá các bạn ơi. Rồi ok, chúng ta có áo giáp. À giờ chế thì chúng ta lấy miếng khoáng chất, chúng ta chế đồ nè. Ok, chúng ta nên đi thu thập đồ xíu. Nói chung là đừng có ngại lút. Rồi ăn thôi, ăn thôi. Đây ăn đi, ăn đi. Ok, qua ngày lát Trung Nguyễn về cho Trung Nguyễn ăn sau. Rồi ok, kiếm được thêm 25 đá nữa. Ôi trời ơi, mừng thế nha. Rồi làm cái tượng bò trước. Đây có mỗi cái bật lửa thôi. Tại muốn dùng cái điện thoại thì cũng có được đâu. Cái máy nó đang không nghe được tiếng mình. Nhiều khi nó không biết mình đang ở đâu nữa. Nhiều khi không làm nó mình bị thương đó. Giờ quơ qua quơ lại coi cho nó thấy mình đang đứng ở đâu. Rồi ok, nó vẽ được cái bản đồ 3D. Nó biết mình đang ở đâu luôn rồi. Giờ chế tới cái điện thoại. Cái gì đây? Họ dùng trí đi, tại vì hai đứa này đều thiên về trí tạo. Thật ra Trúc Anh, nhưng mà con Trúc Anh cũng không có trí tuệ cao, thằng này nó cao. Chứ hai đứa này giờ không có dùng sức được các bạn, đang bệnh nên đâu có dùng sức được. Rồi về đây Trung Nguyễn ơi. Rồi ok, đó Trúc Anh đói rồi. Thôi ráng nhịn bữa nha Trúc Anh. Rồi hên quá, có cục pin các bạn.
Rồi ok, chúng ta có thể thoát qua khỏi trận bão này nhờ cục pin. Một nhịn một bữa thôi. Rồi ok, hay quá, đem về rất nhiều pin, ba lon súp. Vẫn không có miếng hóa chất nào, có bộ gì này là chúng ta thiếu hóa chất kinh khủng quá các bạn. Bây giờ thì chúng ta phải chế là không có gì để chế rồi đúng không? Rồi. Nói chung là nhân vật trong cái bản này là nhân vật chúng ta sẽ rất là yếu á. Hả? À đúng rồi, nâng cấp. Nâng cấp thì vậy đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta phải ok, dùng pin đi. Vừa đói vừa mệt và vừa bệnh. Đói rồi ăn thôi. Tới lượt Trúc Anh ra ngoài. Cái này tối à, tối thì được, tại vì tối thì sẽ dùng cái bật lửa. Rồi tới lượt Trúc Anh rồi, chạy lẹ đi nha. Đây cho cái bật lửa. Trúc Anh thì có lẽ khó đem được đồ về nhiều, nhưng mà là sẽ chạy khá nhanh, tỷ lệ sống sót cao. Rồi đây mình dùng pin mình đối phó với mấy con robot các bạn. Rồi ok, tượng thần bò lên cao. Chúng ta sẽ phân giải cái tượng thần bò. Cái gì đây? À có thể là quà hả? Mấy con robot đem quà tới không? Mở nên mở thử coi có, hy vọng không phải là bom hay cái gì đó. À, trời. Trung Nguyễn đang bị yếu luôn rồi, phải có túi cứu thương. Gớm khổ. Đang bệnh mà bị thương nữa thì làm sao sống? À chết mò, con robot nó vô nó phá mình các bạn. Rồi đã thế thì ta phân giải luôn pin đi. Dùng trí thôi, bây giờ sức còn đâu nữa mà chơi. Đây là chơi đánh bài với cái máy hả? Rồi đây. Cái này là cụ ăn keo phải không? Rồi chúng ta không chế lại được hai món này nha, nhưng mà chấp nhận. Cụ băng keo, bây giờ phân giải cụ băng keo luôn. Cái gì đây? À, mình làm đi, Trung Nguyễn te tua rồi. Rồi đợi Trúc Anh về rồi ăn luôn. Mới chơi có biết cái gì đâu. Cái con này nó, chết màu, nó giận mình rồi. À, thôi hai đứa mình cùng ăn nào. Giờ nâng cấp cái bộ cứu thương thôi. Thế đúng là sửa cái bộ cứu thương. Chết màu giờ hết đồ rồi. Con này nó Trung Nguyễn khùng khùng lên là mệt mình lắm. Về lẹ Trúc Anh ơi. Rồi mất một lon súp thôi kệ, cũng sao đem về được khá nhiều đồ. Ok, đem về được cuốn sách đồ nữa. Đang giận thì không chịu ra ngoài đâu. Đây phải hai lượt nữa mới xong. Rồi ok, dùng cái này đi. Có không Trúc Anh? Không có đói. À không mất cây sản. Nhưng mà đào được một lon súp. À lỗ luôn. Rồi về dùng cái tốc độ chạy chứ biết sao giờ. À Trúc Anh đói rồi nè, cho Trúc Anh ăn. Rồi bây giờ chỉ có Trúc Anh chịu ra ngoài thôi thì mình chịu rồi. Ở đây à có mặt nạ rồi, có thể đi qua chỗ này được. À thôi đi đi Trúc Anh, chịu khó đi, Trung Nguyễn đang giận mình rồi không chịu đi đâu. Rồi đi đi. Ở đây để đây sửa cái hộp quạt cái. Rồi để mình làm. Rồi vừa đói vừa cần chữa bệnh. Đây thử cái chữa coi nó hết không. Bà này giờ cho Trung Nguyễn đồ ăn thôi. Ăn no thì sẽ không chết, sẽ đỡ hơn. Rồi sửa cái hộp quạt đó.
mà sao mình không phân giải cái hộp quạt luôn rồi mình chế lại cái hộp quạt ta. À, bệnh này không chữa hết bằng cái bộ cứu thương được các bạn ơi. À, bệnh này là bắt buộc phải tìm ra cái giải pháp rồi. Ok ok, hiểu hiểu hiểu. Cái gì đây? Ok, clean up đi. Dọn sạch nào. Chúng ta phải làm sao để kiếm được nhiều hóa chất nhất có thể các bạn. Rồi, ok, pin thì giờ chúng ta có nhiều lắm. Giờ nhưng mà giờ trước đó phải chế đồ ra để xài đã không thôi, rất nguy hiểm, nhiều khi cần đồ không có đồ. Trời, bây giờ bị thương rồi lại không có bộ cứu thương nữa, chết tôi không. Nãy thử chữa bệnh mà chữa không được. Tại khi mà mình ở trong cái trạng thái này mình sẽ rất là yếu. Rồi, chế củ băng keo. Hay quá, có cái bật lửa để đối phó rồi. À, Trúc Anh về tới rồi nhưng mà có vẻ như có chuyện rồi. Đem về được đói. À, hóa điên rồi các bạn. Rồi thôi cho Trung Nguyễn ăn miếng đi. Giờ phải chế đôi vớ đã. Dùng khoan, chúng ta nên không nên dùng sức các bạn. Nó không tới đánh nhau với mình, nó không có vũ khí. Chúng ta dùng cái sự linh hoạt đó. Giờ Trúc Anh lẫn Trung Nguyễn thì không ai chịu đi hết. À hết á. À Trung Nguyễn chịu đi rồi. Đây, chỗ này là cần cái mặt nạ. Đây đây, đi đi Trung Nguyễn. Rồi, ok. Ráng đợi lượt nữa là có đồ cho anh Trúc Anh rồi. Mình hy vọng mình không chết. À hay quá ha. Có đồ để xài rồi đỡ liền các bạn thấy không. Nãy bớt đắc dĩ nó hư đồ mình phải chịu thôi. Đây, đói, bệnh mà bị thương. Trời ơi. Đây, giờ chế cái bộ cứu thương thôi. Cái gì đây? Rồi ok, chơi luôn. Mấy cái phải chỉnh sửa mấy cái bộ phận xử lý rác thải chứ không là mình cũng mệt. Mất 40 khoáng chất rồi, thôi không sao, không tiếc. Đang bị yếu luôn hả? Cái gì đây? Rồi ok, a ráng ăn miếng súp coi. Tập trung tinh thần nào. Thấy tệ lắm rồi đấy. À vâng, chúng ta chết rồi các bạn. Rồi ok, lần đầu tiên là nhiệm vụ này thất bại do là mình không dự đoán trước những gì xảy ra. Mình đã thử dùng cái hộp cứu thương một cách nó hơi sai. Bệnh này là không thể dùng cái hộp cứu thương để chữa được nha. Bắt buộc là phải có hóa chất để chế ra cái thuốc. Nhưng mà cái sức này là chúng ta không bỏ được. Nói chung là đây là nhiệm vụ mà nó khiến cho tất cả chỉ số của các thành viên đều giảm. Nói chung là phải làm sao thu phục lấy được 200 hóa chất nhanh nhất có thể. Và sau đó mới chế được. Rồi ok, không sao, giờ chúng ta chơi lại. Không sao hết. Tập trước mình cũng chết hết lần mới thành công. Thậm chí là lúc mà mới chơi game này mình thua liên tiếp 7-8 tập rồi mới thắng mà. Có gì đâu bình thường. Biết trước cái gì, đâu có biết trước vấn đề đâu mà giải quyết. Đọc thì biết vậy thôi, nhưng mà cái sự kiện nó xảy ra chúng ta không biết được. Rồi ok, bây giờ theo những gì mình nhận định á, là súp trên tàu rất là nhiều. Cho nên đầu tiên là mình phải phân giải súp để mà mình chế đồ. Như là đồ trên tàu mình hơi ít. Ở đây nhiều khi tới cần thì mình không có.
Về cơ bản thì sớm đáp xuống được thôi, thành ra là mình không lo các bạn. Đây phân giải một hộp súp trước đi. Rồi rồi, ok, biết tôi phải làm cái gì rồi. Thấy không, bây giờ vô đầu tiên nó bóp mình rồi, hai cái thứ này mình đều không có các bạn. Nó bóp thế nha. Rồi đây, chế đồ ngay. Chế cái tượng thần bò đi. Rồi, tất nhiên là dùng trí tuệ là ba người này đâu có ai mạnh đâu. Ok, được 25 pin, hên quá. Bây giờ tiếp tục chúng ta nâng cấp cái này đi. Tất nhiên là chúng ta sẽ tìm cách đáp xuống rồi, cái đó không nói. Rồi đây có mỗi cái bật lửa thôi thì chịu, biết sao giờ có cái kia có đâu. Nói chung là tập này chúng ta bị debuff sức mạnh các bạn. Nó chúng ta không ở trong trạng thái khỏe, thành ra là nhân vật của chúng ta ai cũng bị trừ chỉ số hết. Rồi hành tinh Robo các bạn nhé. Hành tinh này nó lại bị giỡn cái là nó ít hóa chất nữa, game nó bóp, có tình nó bóp chúng ta chỗ này luôn. Rồi đây, ăn cả đám cùng ăn cái. Rồi nâng cấp thì lượt sau là tính. Rồi hôm qua chúng ta có cái bật lửa. Đây dùng cái bật lửa được rồi. Bây giờ thì phải tới đây trước. Nguyên nhân là do chúng ta không có cái mặt nạ đi tới đây nha. Đây cho anh Trung Nguyễn đi. Và cầm theo cây sản. Rồi chúc anh ở nhà với anh. Lượt sau là chúng ta nâng cấp được cái module lên rồi. Module nó phải tốt, nó chế đồ mới ngon. Rồi bây giờ chúng ta không có quá chất, không có gì cả. Giờ chúng ta phân giải súp ra để chúng ta có đồ thôi. Hai cái này mình không có là coi như chịu trận rồi đấy. Tại vì chúng ta đã gặp vấn đề về thần kinh, chúng ta cần được giải trí. Mà giờ sách cũng có cái đồ mà con rối tất cũng không có để mà chơi. Thiệt khổ. Cái sách thì không thể tự chế được, còn cái con rối tất á thì nó mình phải tốn quá chất để chế ra nó. Khổ vậy. Cũng may là không có dính cái hưởng xấu nào. Đây chế được cái mặt nạ. Rồi thôi dùng trí tuệ đi các bạn. Bây giờ dùng sự linh hoạt thì nó không giải quyết được vấn đề gì cả. Rồi ráng đợi Trung Nguyễn về cùng ăn ha. Nói chung là phải nâng cấp cái module lên đó, mình mới chế hay được một số thứ. Rồi tiếp tục phân giải một lon súp. Chúng ta lấy thêm khoáng chất để chúng ta chế đồ. Ai đây? Rồi giải mã thì tất nhiên là thanh niên này phải làm rồi, hai mét mới làm được chứ Trúc Anh không có giải được. Trúc Anh là chỉ cần là làm cái gì mà nó cần cái sự linh hoạt thôi, ví dụ cần nhảy đầm hay là gì đó thì kêu Trúc Anh. Ây da. Rồi ok, hai người cùng ăn trước. Giờ chế được cái điện thoại thôi. Cái gì đây? À rồi, nhảy đầm thì để nhảy. Đem về 243 pin. Cuốn sách đem về được súp luôn. Rồi ok. Giờ phải nâng cấp cái gì đó. Sau đó phân giải ra để chúng ta lấy đồ. Mà theo mình thì bây giờ phân giải cái điện thoại là nâng cấp cái điện thoại đi. Rồi chúng ta phân giải điện thoại chúng ta lấy 30 quá chất. Rồi ok, dùng tốc độ đi các bạn. Ta thiếu quá chất quá. Mà đang có Trung Nguyễn cũng đang bị vấn đề luôn rồi. Giờ chỉ có mỗi Trúc Anh đi được thôi. À ở này á, cái này được nè, cho Trúc Anh đi cầm theo cái tượng thần bò. Mình có tượng thần bò mà. Đây. Thắng được thằng Denselot nó cho mình đồ, còn thua thôi không sao. Nhảy múa tất nhiên là cần cái sự linh hoạt. Ủa mình chết nữa rồi. Ủa dễ vậy? Sao chết dễ vậy? A
Ây da, cái nhiệm vụ này khó ghê ta. Nhưng mà cái này nhưng mà yếu quá, nói chung là không có khả năng tồn tại trong cái môi trường khắc nghiệt này. Hay là bây giờ mình nghĩ lại rồi, mình nghĩ là mình bỏ qua cái hành tinh robot này, mình đi kiếm hành tinh khác được không ta? Tại cái hành tinh robot này nó không có nhiều cái hóa chất lắm. Có lẽ nên như vậy thật. Tại thấy hành tinh cái mừng quá là lao đầu xuống liền. Giờ nghĩ lại thấy nó cũng hơi thất sắc. Ok, phân giải súp trước đi, chúng ta chế đồ. Ủa vừa vô sự kiện gì rồi? Cái gì đây? À, chết màu bị hắc à. Hắc thì phải dùng trí tuệ để giải quyết thôi, chứ không thể nào dùng sức mà đập được. Rồi ok, hay quá, mình sửa chữa được rồi, lấy thêm được súp. Rồi ok, giờ phân giải súp lấy khoáng chất đi. Ok, lấy thêm được cái sự kiện này cho ta, lấy thêm hai lon súp nữa rồi này. Giờ súp cả đống luôn, khỏi lo. Như là có thể bay vài ngày mà không cần phải đáp. Rồi đây, về chế cái tượng thần bò. Hả? Hình như là nó bắt mình phải đáp rồi sao đấy. Nó không cho mình không chọn hành tinh khác nha, nó bắt mình phải đáp xuống hành tinh này. Rồi thôi ok, chịu trận. Mà khoan, nếu vậy trong trường hợp này mình phải chế cái điện thoại trước. Sự kiện là nó bắt chúng ta phải đáp xuống rồi, ta không được bỏ qua hành tinh này. Rồi chúng ta lại tới Robotofu nè. Rồi biết đây là hành tinh của robot, nó hỏng mất cái cụ băng keo rồi. Giờ chế tượng thần bò. Đây chúng ta có đủ đồ nè, đây hay quá, gắn cái điện thoại lên. Tại cái này nó hư mất cái bộ âm thanh của con robot, của cái máy vi tính nè. Rồi bây giờ thì thôi, nãy giờ bắt Trung Nguyễn đi trước rồi, thôi cho Trúc Anh đi trước rồi coi được không. Rồi đây. Nhưng mà tại thấy cầm cái sẻng theo vẫn cho thấy cho Trung Nguyễn đi trước ngon hơn. Tại Trung Nguyễn có sức khỏe tốt hơn thôi. Trúc Anh này đừng có cho cặp cái sản bà này. Trúc Anh không có đủ khỏe. Rồi đây, quan có ai đói chưa? Rồi bất quá điện thoại mình với Trúc Anh ăn trước cho Trung Nguyễn về ăn sau. Ok, có tượng thần bò rồi. Đây hai đứa mình ăn trước đi, súp còn nhiều lắm. Đây cái gì đây? Ok, dùng cái gì tốc độ để giải quyết thôi. Rồi về lẹ nha anh Trung Nguyễn. Có mỗi cái hộp quạt thôi. Mà khoan, bây giờ mình nghĩ là mình phải phân giải cái điện thoại. Lý do mình phân giải điện thoại là để mình lấy 10 quả chất, sau đó là mình chế cái bột cứu thương ngay. Nói chung là Trúc Anh bệnh mà vẫn luôn luôn cầm cái ly cà phê trên tay ha. Nói chung là dạng nghiện cà phê. Rồi thôi, cái đó thì ta không trách làm gì, bình thường. Ai cũng có sở thích riêng. Uống cà phê. Trong trường hợp này thì đúng là phải uống cà phê cho nó tỉnh. Giờ quá chất đâu mà chế dớ, trời ơi khổ quá. Cũng may là cái sự kiện này nó không có tác động xấu đến nhân vật. Đây chúng ta vẫn còn cục pin để mà chúng ta tránh được cái động đất các bạn. Cái này dạng như là nó có bão á, chúng ta phải đi bay nơi khác. Ngày thứ 8 mà chắc chưa đói đâu ha. Cách chơi của mình nó tương đối nhanh so với một số youtuber khác chơi cái game này. Rồi ok, đem về rất nhiều pin các bạn. Bệnh nè. Rồi đây là chúng ta không chế, lần này mình chế bộ cứu thương nhanh là đúng rồi nè. Đây là khi mà Trung Nguyễn về là có khả năng bị đồ. Rồi Trung Nguyễn không nói là chỉ bị thương thôi.
Rồi, ok, hai đứa này cần ăn. Chúc anh cần ăn. Bây giờ là để coi bệnh yếu như là cái này cái bệnh là không bỏ được rồi, chỉ có đói à, đói hả? Rồi ok, lượt sau là có bụng thương cho Trung Nguyễn rồi. Cái gì đây? À, tất nhiên là chúng ta phải tìm cách lấy thêm được đồ thôi. Rồi bây giờ tới lượt Trúc Anh. Chỗ này mình nghĩ quan trọng hơn, tại vì nó có hóa chất mà nó có đồ luôn. Mình cho Trúc Anh cầm cái hộp quạt đi là được. Có cuốn sách nữa, mình rất cần cuốn sách, tại bây giờ nhân vật của mình nó không ở cái đẳng cấp trí tuệ. Vậy cuốn sách có thể dùng để giải trí luôn. Rồi về lẹ anh Trúc Anh. Rồi được 25 quá chết, ngon rồi. Đây chữa bệnh cho Trung Nguyễn. Đây chế cái này trước. Bỏ. Tại vì không có mặt nạ chịu biết sao giờ. Phải là mình không tốt mà, tại vì giờ coi chịu không có cái gì hết. Rồi đây. Trong lúc chúng ta chưa có quá chất, chưa có gì, chúng ta nâng này lên, chúng ta chế thêm đồ, chúng ta xài. Dùng cái này chúng ta nhảy thôi. Rồi ok, Trung Nguyễn không sao là tốt rồi. Nâng cấp đi. Rồi về lẹ lên Trúc Anh ơi. Ta nâng cấp cái module lên trước đã. Tại nâng cấp cái module thì mới nâng cấp được cái bộ đồ kia. Rồi thôi bất quá mất một lon súp, không sao cả, cái đó không nặng lắm. Rồi trí tuệ mình lên cao nè. Rồi ok, chúng ta chữa được cái máy. Ok, mình trí tuệ mình ở mức ổn thì ngon rồi. Không sao, một lon súp thì nó không nặng đô lắm, mình chịu được. Rồi ok, nâng được cái này lên là thấy ngon cơm rồi. Chế được cái mặt nạ rồi, tuyệt vời. Giờ bộ của thương không có. Mình đang bị giống như bị điên rồi các bạn. Mình bị mất kiểm soát á. Mình nhảy lòng vòng ở trong tàu. Bây giờ mà không có cả nó vô dạng bị ở trong không gian kín lâu quá đó, chúng ta bị vấn đề stress á. Rồi chúng ta không bị mà Trung Nguyễn bị rồi. Mà Trung Nguyễn bị thì chúng ta lại không cho Trung Nguyễn ra ngoài được. Giờ là phải chế chiếc vớ nữa mới khổ chứ, mà cái vớ chế mất 2 ngày. Trúc Anh mới về không cho Trúc Anh đi được. Dùng trí thôi. Rồi nghỉ ngơi đi Trúc Anh. Đói không? Không đói, không đói. Đừng có đập phá đồ gì nha Trung Nguyễn, khổ lắm rồi. Điên lên phá, tự nhiên đi phá hư hết lon súp, trời ơi là trời. Thôi Trúc Anh ráng đi giùm cái. Đây cho Trúc Anh cầm theo cái tượng. Ủa Trung Nguyễn đi được hả ta, mà đang vậy không dám cho đi đâu. Thôi cầm theo cái tượng thằng bò đi đi đi. Tại cái đang vậy đâu dám cho ra ngoài, khùng khùng lên nữa lại dễ chết, chỗ này toàn robot không. Quậy cái mấy con robot lên nó lại nó xử mình nữa. Đây này, cái này thì dám cho Trung Nguyễn đi các bạn. Để có gì mình không bị thương. Đói không? À, không ai đói hết. Rồi đây 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 đây, có rồi có rồi. Đây cùng ăn. Cho Trung Nguyễn cái chiếc vớ để chơi. Khổ quá trời ơi. Rồi thôi sửa cái bật lửa lại nào. Mà thôi phân giải cái bật lửa ra luôn đi. Cái gì đây? Rồi lại nhảy đầm với thằng Dancelot nữa. Ok, chúng ta đang dần ổn hơn. Bình tĩnh là chưa Trung Nguyễn. À rồi ok, hay quá, thắng được 25 quá chất. Ngon. Rồi chế lại cái bật lửa nào. Quá chất đang, khoáng chất đang nhiều. Cái gì đây? Rồi thôi né. Không nên đánh, à không, đánh dùng sức luôn đi. Nãy dùng tốc độ thấy không ổn lắm. Rồi ok, ta có cái bật lửa lại rồi, chế lại cục băng keo luôn. Nhưng mà cần rất nhiều đồ, đừng có tiếc các bạn. Rồi ok,
chúng ta dùng phải dùng sách để coi, phải đọc sách mới biết cách chống lại mấy con chuột các bạn. Đây chế đồ sửa đồ đi đừng có tiếc, thiếu đồ là mình chết đấy. Rồi ok, mình phải ăn cái gì đó rồi. Hãy ăn đi, ăn đi. Sao rồi, nâng cấp đồ giờ chưa được. Bây giờ thì mình nâng cấp cái điện thoại để mình phân giải cái điện thoại ra lấy thêm hóa chất. Cho Trung Nguyễn đi đi, mình không dám làm cái sự đi cái sự kiện này, mình ăn thôi. Rồi về đây đi Trúc Anh. Tại này phải đi ra đi tới thành phố của tụi Robo các bạn. Ok mừng quá, Trung Nguyễn đem về được cái bộ cũng thương, đem về được à, còn Trúc Anh đem về được cái súng nữa. Ồ đỉnh vậy. Đói. Rồi đói ăn. Rồi bây giờ thì mình phân giải cái điện thoại ra, lấy được 30 hóa chất nữa là đỉnh rồi. Ok. Sửa chắc chắn phải dùng cục băng keo đó. Bây giờ đủ đồ và chơi nó dễ hơn nè các bạn thấy không. Rồi tới đây thì cần cái mặt nạ. Nè đi đi Trung Nguyễn. Nè đeo mặt nạ vô. Rồi ok. Đi thôi. 30 ngày thì khó làm xong. Rồi ok, chúng ta được một lon súp các bạn. Ngon. Rồi ok, giờ năng lượng còn nhiều ta lại khoan hoang chế lại cái điện thoại cho đủ đồ đó. Đủ đồ chúng ta mới an toàn được. Sau đó mới tính tới việc nâng cấp và chúng ta lại phân giải. Rồi đây có điện thoại rồi. Sau đó thì chúng ta lại nâng cấp cái điện thoại rồi chúng ta phân giải nó ra. Cái gì đây? Tất nhiên là chúng ta phải dùng pin chứ, đối phó với robot không dùng đồ ăn được. Giờ có pin để giải quyết vấn đề rồi. Nói chung là mình sẽ cố gắng để phi hành đoàn này không chết ai, nhưng mà làm trong 30 ngày được sự hơi khó. Thôi ăn đi. Cái gì đây? Ok, giọt nào. Động đất tới thì không chạy thì chết đấy. Rồi ok, chúng ta đã có hơn 100 quá chất rồi. Bây giờ chế lại cái điện thoại đã, nguy hiểm. Cái gì đây? À cái máy vi tính đó, cái thì bị hết pin, phải dùng pin thôi. Rồi ok, về đi Trung Nguyễn. Về đi, về đi. Mình đi sửa rồi các bạn. Rồi không sao, Trung Nguyễn đem về được như đây đồ là ngon rồi. Trung Nguyễn mệt thôi không bị gì, Trúc Anh cũng đang bệnh. Và đây chúng ta chế lực pin khác không sao hết. Cái gì đây? Rồi giờ phải chạy trốn rồi chứ làm sao đánh trả được. Tìm được hai chỗ mới. Chỗ này là cái này hả? Khoa. Đi chỗ này đi, lấy hóa chất, mình cần hóa chất hơn. Bây giờ thì cho Trúc Anh đi, Trúc Anh có mặt nạ rồi không sao. Chỗ nói chung là có cái nhìn cái biểu tượng này nè, nó có chất, nó có khí độc thì mình phải cho đeo mặt nạ thôi, không có cách nào khác. Rồi hy vọng là mình chạy về được an toàn. Có ai đói không? Không đói thì thôi đi. Oh, hên quá mình an toàn các bạn, mình chạy trốn mình trốn được. Giờ chúng ta có cục pin luôn mà pin xịn nữa. Bằng cách nào đó cục pin chúng ta được nâng cấp. Vậy thì không, tội gì chúng ta không phân giải cục pin này ra cả. Cái gì đây? Dùng trí tuệ đi. Chúng ta là dạng người dùng trí tuệ mà. Đói ăn. Thằng Elmet này nó là cái người dùng trí tuệ, chúng ta ưu tiên dùng trí tuệ, mặc dù là bây giờ chúng ta đang bệnh cho nên là
cái điểm trí tuệ ta bị giảm, nhưng mà mình không tin vào cái sự linh hoạt cho lắm. Mình ra mình giải thích chứ mình nói chuyện vậy mà nó cũng tin. Rồi thôi chế là cục pin ngay, nguy hiểm lắm. Cái gì đây? Không 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 cho nó vô, không cho nó vô. À, mình thì chưa đói mà Trung Nguyễn đói rồi. Sao chúng ta có súng, ta tự vệ được, có súng có giáp đầy đủ, chỉ sợ nó không cho xài thôi. Rồi ok, hay quá, mình đuổi nó đi được rồi. Giờ chúng ta phải nâng cấp cái gì đó. À khoan, bây giờ phân giải coi có cái nào rồi xịn này để mình phân giải không. Tại phân giải mình lấy được 30 quá chất luôn, không là không nâng cấp thì có 10 quá chất thôi. Mình cần rất nhiều quá chất để hoàn thành nhanh cái nhiệm vụ này. Rồi thế nâng cấp cái điện thoại. Rồi, tại cái điện thoại là cái ta ít xài. Ở đây chúng ta dùng cái tượng thần bò thay thế cũng được. Đói không? Đói không? À, không đói. Ôi, hú hồn hú vía. Ôi chết, một chút anh đi chưa về rồi. Ôi chà, không được. Cái tượng thần bò không giải quyết được vấn đề. Cũng may là mình có cái bộ cứu thương ở đây. Mừng quá. Rồi không sao, bất quá chúng ta chế lại cái tượng thần bò khác thôi. Cái gì đây? Ây da, dùng súng để giải quyết vấn đề chứ làm sao mà nói chuyện dùng băng keo được. Về đây Trúc Anh ơi. Ồ da, Trúc Anh về tới rồi mà hư mất cái mặt nạ. Vẫn còn thiếu nhiều lắm. Bây giờ phân giải cái điện thoại trước là đủ rồi. Đây chúng ta tiếp tục dùng tượng thần bò để mà chúng ta đối phó với cái nỗi sợ nè. Không biết có thành công hay không nhưng mà chúng ta cố lên. Chúc anh là chúc anh có nguy cơ sẽ chết. Cho ăn trước đi, đã giữ sức khỏe có thể sống sót được. Đây giờ Trung Nguyễn đi ra ngoài. Còn ở chỗ này. Đây nè, xách theo cái sẻng đi làm việc đi Trung Nguyễn. Rồi đấy. Oh, chúng ta đã có đủ 200 hóa chất là thắng luôn. Ngon cơm. Thiếu đúng một ngày các bạn. Ủa mà khoan đã, nếu mà như vậy nãy mình liều mạng mình chế luôn, vậy là qua 3 ngày 30 là mình ăn. Vậy là mình tự nhiên mình fail mất một cái là tại do nãy mình lo mình sợ mình chế cái tượng thần bò. Nếu mà nãy mình liều mạng mình làm luôn, vậy là chúng ta làm được cả 3 nhiệm vụ. Ồ mình vậy là nãy mình hơi nhát rồi các bạn. Mình cứ tưởng là 200 xong 3. Tại mình nghĩ là kiểu gì cũng không kịp. Mình nghĩ là mình xong được 200 quá chất là phải bấm chế cái gì đó. Nào là khỏi cần chế. Đủ 300 quá chất là 200 quá chất là coi như thắng luôn. Ồ rồi, trời ơi. Ồ để chụp cái hình cái. Rồi ok. Nói chung là Elmet Elise đã nói chung là thu thập đủ mấy cái nguyên liệu để mà tạo ra cái phương thuốc chữa cái con virus ngoài hành tinh để mà chữa bệnh cho con người. Và nói chung là mang cái lời thuốc này đến cho những cái người cần, cho những cái đặc biệt là những nhập trong cái cuốn phiêu lưu á. Rồi ok, là chữa bệnh được cho những người bệnh. Và cái bệnh căn bệnh đó, nó không còn là cái gì đáng lo ngại nữa hết. Ok, chúng ta thắng rồi. Nhiệm vụ hoàn thành. Tính ra nãy mình nhát quá, liều mạng cái nữa là làm này được luôn rồi. À thôi, cái này cũng không cần phải xem đâu. Cứ chơi cái kiểu cẩn thận, riết nó quen rồi. Đôi lúc chúng ta phải chấp nhận xông lên á, giống như chấp nhận cái rủi ro để mà tiến tới. Mình cứ sợ mình không có cái tượng thần bò để mà trấn cái này trấn cái kia đó các bạn hiểu không, cho nên nó là mình cũng tính ra là nó dở cái điểm đó. Ở đây chúng ta đã thành công cho cái việc mà
nghiên cứu khoa học, nói chung là cái thành tích của chúng ta đó là tất cả về khoa học. Bây giờ để coi nào, mình mở được một số cái nhiệm vụ mới nữa ở đây, là nhiệm vụ của cái ông quân nhân này. Giờ chúng ta chỉ cần thắng được thêm hai cái huân chương, nói chung game nó không làm khó chúng ta các bạn. Nói chung là chỉ cần 9 cái huân chương là chúng ta mở được, khóa được hết tất cả các màn rồi, không nhất thiết là cứ phải đủ 21 cái, game nó không có làm khó mình. Thành ra là mình chơi từ từ cũng được, mỗi cái mình chỉ cần hoàn thành được hai nhiệm vụ thôi là mình ăn rồi. Game nó tương đối là dễ chịu mà cho mình ở cái khoảng này. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình á. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.